Chris Van bác tin đồn gia thế khủng, hé lộ quá khứ đau buồn, bố mẹ ly dị, cô độc không ai đếm xỉa. Trong video mới nhất, YouTuber có hơn 10 triệu lượt subscriber Chris Van đã chia sẻ về thời thơ ấu khó khăn cũng như thẳng thắn chia sẻ về lời đồn sinh ra ở vạch đích của mình. Trong video mới nhất được thực hiện dưới dạng tự truyện, Chris Van lần đầu tiết lộ về quá khứ sống rụt rè đầy mặc cảm. Đây cũng là lúc anh vén mở bức tranh tuổi thơ của chính mình, khiến người xem vừa ngỡ ngàng vừa đồng cảm. So với hình ảnh cởi mở dí dỏm ở hiện tại, trước đây anh là người nhút nhát và ít có bạn bè. Trong video, Chris Van cũng tiết lộ ngày bé đã từng ở nhà thuê và rất hiểu cảm giác gia đình không trọn vẹn từ khi mới học lớp 6. Chris Van là một trong những cái tên từng lọt vào top 100 YouTuber có ảnh hưởng nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và được xếp vào hàng YouTuber có mức thu nhập cao. Do đó, nhiều người mặc định anh lớn lên trong một gia đình giàu có thay vì là một cậu bé sinh ra trong căn nhà lá siêu vẹo ở Kiên Giang. Chris Van cũng tiết lộ, khi anh chưa đầy một tháng tuổi, cha anh quyết định gom hết tiền bạc, đưa gia đình lên Sài Gòn kiếm sống. Sau đó, cả gia đình sống chan chúc trong căn nhà thuê cũ kỹ, chật hẹp, nằm trong một con hẻm ở quận 8. Cũng vì môi trường xung quanh phức tạp nên mẹ anh cấm không cho anh ra đường chơi. Kể từ đó, Chris từ một cậu bé hồn nhiên dần trở nên khép mình, đến trường cũng ít tiếp xúc với ai. Chris Van tâm sự, mỗi khi xuất hiện trên video, tôi phải cất đi thằng Chris nhút nhát, rụt rè và mang đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực. Còn sau khi tắt máy quay, tôi thường ngồi cô đơn, cảm giác trống rỗng, lạc lõng. Đó là lý do vì sao tôi không có quá nhiều bạn bè. Tôi cũng không muốn chia sẻ chuyện buồn của mình vì sợ làm phiền người ta, nên thôi, tôi thà một mình gánh nó còn hơn. Một trong những biến cố ảnh hưởng sâu sắc đến con người Chris Van chính là việc cha mẹ chia tay khi anh mới vào cấp 2. YouTuber sinh năm 1993 kể rằng đó là khoảng thời gian vô cùng buồn bã và khiến anh thu mình lại. Anh cũng sớm hiểu ra điều ước cha mẹ gương vỡ lại lành sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Niềm vui bỗng trở thành thứ gì đó quá đỗi xa xỉ, hiếm hoi với cậu bé 11 tuổi. Chris Van chia sẻ chân thành, không ai cứ buồn mãi một chuyện sau mười mấy năm. Vết thương trong lòng tôi nay cũng đã lành lặn. Tôi tự chữa nó bằng sự tích cực lạc quan. Tôi đã nếm nhiều trái đắng trong đời và cũng đã đạt được những thành quả ngọt ngào nhất định. Bên cạnh tôi giờ đã có gia đình nhỏ và trong gia đình nhỏ đó cũng có các bạn, những người đã yêu thương ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua, đã giúp tôi tìm thấy Phan Lê Vi Thanh vui vẻ hồn nhiên như ngày đầu. Thông qua video, Chris Van cũng hy vọng mọi người đừng nản lòng với những khó khăn trước mắt, hãy tích cực và nỗ lực không ngừng để mỗi ngày trôi qua có thể trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn. Chris Van là một trong những YouTuber ở lĩnh vực gaming sở hữu lượng người theo dõi đông đảo nhất Việt Nam với hơn 10 triệu lượt theo dõi. Mới đây anh còn lọt vào top 10 nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2021. Được biết đây là hạng mục vinh danh mà Chris Van được đề cử trong 2 năm liên tục. Bên cạnh sự nghiệp làm gamer và YouTuber, Chris Van còn lấn sân sang diễn xuất. Trong năm tới anh dự định tham gia một số phim điện ảnh, web drama. Chris Van cũng sẽ thử sức với các vai trò khác nhau như làm producer, đạo diễn với mong muốn tạo ra những sản phẩm nghiêm túc chứ không chỉ đơn thuần là một YouTuber hay content creator. Ngoài ra cuộc hôn nhân của Chris Van và Mai Quỳnh Anh cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Sau hơn 2 năm kết hôn, cặp đôi chưa vội sinh con mà dành nhiều thời gian cho nhau. Cặp đôi bên nhau trong mọi bước đường từ công việc cho đến đời thường.